Rồi, xin chào tất cả các anh chị em nhá. Chào mừng anh chị em đã quay trở lại với kênh Nhật Anh Mobile, chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng điện thoại cũ mới nha anh em nhá. Hôm nay bên em lại lên clip giới thiệu bán hàng cho anh em. Hôm nay em lên clip này chuyên Sony anh em nhá. Sony hôm nay mới về thêm cái dòng X5 và X1 quốc tế, hai sim anh em nhá. Hàng này còn mới 100%, cực kỳ hiếm luôn anh em nhá. Hàng này thì rất ít khi nó có nhá. Đấy, ngoài ra thì vẫn đủ các mã như cũ anh em nhá. X1, Mark 2 này, 1 Mark 3, 1 Mark 4, 5 Mark 4, XZ Premium và XZ 2 Compact nhé. Đấy, anh em quan tâm những cái dòng máy này thì có thể xem chi tiết trong video anh em nhé. Cửa hàng em thì địa chỉ ở Hà Đông, Hà Nội. Anh em gần có thể qua xem trực tiếp nhé. Còn anh em xa bên em có gửi hàng ship code toàn quốc. Có cọc trước nha anh em nhé. Có kiểm hàng trước khi thanh toán. Anh em khách quen mua từ lần 2 trở đi bên em sẽ miễn phí ship cho anh em nhé. Ok chưa anh em? Máy bán ra thì bên em sẽ bảo hành cho em 3 tháng lỗi 1 đổi 1. Bảo hành 3 tháng lỗi 1 đổi 1 anh em nhé. Phụ kiện tặng kèm đầy đủ cho anh em sạc cáp, cường lực ốp lưng. Đấy, một số máy không có rồi anh em nhé. Ok, không làm mất thời gian của anh em vừa giới thiệu luôn anh em nhé. Em vừa giới thiệu luôn cái dòng máy mới trước nhá. Máy mới hôm nay thì em có X1 này và X5. Hàng quốc tế hai sim anh em nhé. Đây anh em nhìn này, nguyên sim. Sim 1, sim 2 này. Đấy, mặt trước đây anh em, nguyên siêu anh em nhé. Cái bản quốc tế này thì nó sẽ hơn bản Nhật ở cái chỗ là hai sim thì không nói rồi. Và thêm hơn nữa là nó là bộ nhớ trong của nó là 128GB anh em nhé. Bản Nhật thì bộ nhớ trong chỉ có 64GB thôi. Đấy, bản này thì nó khác biệt ở điểm đấy nữa. Ok chưa anh em? Máy mới thì em không có gì để quảng cáo nhiều đâu anh em. Chỉ nói sơ qua vậy thôi. Chủ yếu là mức giá anh em nhé. Đấy, X1 này thì có 3 màu trắng này, màu đen và màu xám nhé. Màu xám này thì lại có vừa một anh vừa cọc rồi. Thì em chỉ giới thiệu anh em hai cái màu đen và màu trắng thôi nhé. Hai màu đen màu trắng này. Ok cho anh em. X1 này bên em đang bán cho anh em giá 4.300.000. 4.300.000 anh em nhé. Giá thì thực sự là nó cũng không tính ra nó không cao hơn bản Nhật nhiều đâu. Vì nó là máy mới này, thứ nhất, thứ hai là hai sim, thứ ba bộ nhớ trong nó cao hơn rồi. Đấy, chênh với cả máy Nhật bây giờ hiện tại là gần 3 triệu, chênh hơn triệu anh em nhé, chênh hơn triệu. Đấy, thì anh em cần một con máy chất dùng lâu dài hoặc là mua sưu tầm, mua tặng, mua biếu thì lựa chọn những con này nha anh em nhé. Đấy, còn anh em thích máy giá rẻ thì cứ hàng Nhật mà chơi. Ok chưa anh em? Đấy, đây còn X5 đây. X5 thì cũng có hai màu đen màu trắng, hai màu đen trắng anh em nhé. Nói chung là máy móc thì không có gì để quảng cáo nhiều rồi, máy mới mà có gì đâu. Hàng là hàng keng rồi, pin 100 rồi. Anh em nhìn chân sạc nữa, chưa cắm lần nào anh em nhé. Ok chưa anh em? X5 này sẽ giá sẽ là 4.400.000 nhé. X5 thì sẽ giá sẽ là 4.400.000. Ok. Đấy, anh em quan tâm thì cứ kết nối em nhé. Bộ nhớ trong sẽ là 128GB anh em nhé. Đợt trước thì nhiều anh em cũng hỏi nhưng mà thực sự là cái hàng này ít khi nó có lắm. Thứ nhất, thứ hai là giá nó cũng cao hơn nhé. Giá cao hơn. Ok. Đấy, tiện đây thì em giới thiệu luôn cái dòng máy Nhật nhá, X5, X1 luôn này. X1 này hàng máy Nhật thì sẽ là 3 triệu. Máy đẹp 99. Vẫn là zin full chức năng. Màn sáng đẹp. Chỉ khác nhau một sim và hai sim thôi. Và thì bộ nhớ trong thôi anh em nhé. Ok chưa? Anh em cần máy rẻ thì lấy con hàng Nhật này nhé. 3 triệu này. 3 triệu. Ở đây là X5 này. X5 máy Nhật này. Đấy. Ok chưa anh em? X5 máy Nhật. X5 này thì hiện tại em có giá từ 2 triệu rưỡi đến 2 triệu 8 nhé, tùy hình thức. Từ 2 triệu rưỡi 2 triệu 8 tùy hình thức nhé. Máy đẹp nhất thì sẽ là 2 triệu 8. Màu đỏ này thì đa số là máy đẹp nhé anh em nhé. Có con màu đen thì hơi phẩy, em để cho anh em rẻ thôi. Đây, cái màu đen này thì giá sẽ là 2 triệu rưỡi này. Đen này giá 2 triệu rưỡi anh em nhé. Màu xanh này cũng là máy đẹp này, 2 triệu 8 này. Ok chưa anh em? Rồi, đây, tiếp theo hôm nay em giới thiệu anh em con này nhé. Con này máy của khách để lại thanh lý hộ nhé. Đây, có nhiều anh em hỏi là sao không có dòng 5 Mark 2A, bây giờ sao không bán ra 5 Mark 2A. Thì đây, câu trả lời đây anh em nhé. Máy rất hay bị sọc màn hình. Dòng 5 Mark 2 thì dùng cực kỳ ngon nhé. Mỗi cái này màn hình nó rất hay bị sọc thì cho nên bên em đã bỏ bán một thời gian rồi. Bỏ bán một thời gian rồi anh em nhé. Con này thì cấu hình rất tốt luôn, RAM 8 bộ nhớ 128, chip 865, màn 6.1 này có 120 mAh, pin 5000.
pin 4000 anh em nhé, soi anh em pin 4000, hình thức còn rất là đẹp luôn. Thế mà nó bị sọc màn cực kỳ là phí nhá, đừng có anh em nó hỏi thay màn nhé, vì cái màn con này giá bằng cả cái máy luôn. Màn nó gần 4 triệu mà cái máy bây giờ bán ra có cũng 4 triệu hơn 4 triệu tí. Anh em thay làm gì nữa, bán luôn mà mua khác. Con này thì bên em đang bán thanh lý cho anh em giá 1 triệu rưỡi nhá. 1 triệu rưỡi máy trần nhá. Tặng kèm cái ốp này thôi. Còn anh em cần lấy thêm sạc thì thêm lấy thêm sạc thì thêm 50.000 nhá. 1 triệu rưỡi, giá 1 triệu rưỡi anh em nhá. Ok. Tiếp theo hôm nay thì em giới thiệu anh em cái dòng đây. Pin châu giá rẻ đi. Pin châu giá rẻ anh em nhé. Sony XPA 10 Mark 4. 10 Mark 4 nhé. Bản Nhật 2 SIM, 1 SIM vật lý, 1 eSIM này. Con này cấu hình RAM 6 bộ nhớ 128. Chạy con chip 695 5G nhé. Màn hình là 6 inch, pin 5000. Con này pin cực kỳ châu, anh em dùng cả ngày luôn. Đấy, thì anh em cần máy 2 SIM. Pin châu và giá nó vừa phải thì anh em lấy con này nhé. 4 triệu rưỡi. Bảo hành 3 tháng. 4 triệu 200 nghìn thì sẽ là bảo hành 1 tuần, bảo test 1 tuần. Đây màu đen này anh em nhé, hình thức còn rất là đẹp luôn, 99. Còn cây màu trắng này thì sẽ rẻ hơn này, trắng này thì 4 triệu 2, bảo hành 3 tháng, bảo test 1 tuần giá sẽ 4 triệu. Ok cho anh em, pin cực kỳ trâu nha, em nhấn mạnh lại anh em, con này dòng này pin dùng thoải mái luôn. Ok. Tiếp theo thì hôm nay em giới thiệu anh em dòng 1 Mark 2 nhé. 1 Mark 2 thì có cả 1 SIM và 2 SIM. Em giới thiệu anh em dòng 2 SIM trước này. 2 SIM thì bên em tất cả đều là màu trắng. Tất cả còn màu trắng anh em nhé. Nó chỉ khác nhau với 1 SIM, 2 SIM thôi. Còn lại cấu hình và máy móc thì như nhau hết nhé. RAM 8GB bộ nhớ trong 128. Chạy con chip 6865. Màn hình là 4K 6,5 inch. Màn cực kỳ sáng đẹp nhé, không ám ố gì. Pin 4000. Hai SIM này giá sẽ là 5 triệu 8 đến 6 triệu 1 nha anh em nhé. 5 triệu 8 đến 6 triệu 1. Đây, cái này hình thức còn rất là đẹp luôn anh em. 6 triệu 1 nhé. Cái này giá 6 triệu 1 này anh em. Hai SIM. Thì anh em bắt buộc dùng hai SIM thì dùng những con này. Còn không thì anh em dùng những con một SIM này giá rẻ hơn nhiều nhé. Một SIM này là bản Docomo. Có màu đen và màu trắng, màu SIM thì có cả màu đen và màu trắng nhé anh em nhé. Thì giá sẽ là 5 triệu từ giá từ 5 triệu đến 5 triệu tư, giá từ 5 triệu 5 triệu tư anh em nhé, tùy hình thức. Ok xin anh em. Rồi. Tiếp theo em giới thiệu anh em dòng 1 Mark 3. 1 Mark 3 đây anh em. Mark 3 thì nó phải nói là đây, còn là 1 Mark 4. Mark 3 thì bán rất là nhiều rồi anh em nhé. Con này thì là anh em lựa chọn rất nhiều. Cấu hình cực kỳ là cao rồi, RAM 12 bộ nhớ trong 256. Con này thì chạy chip Snapdragon 888. Màn hình là 6,5 inch 4K, có 120Hz luôn anh em nhé. Pin là 4500. Đấy, màn cực kỳ là sáng đẹp luôn. Hình thức đẹp 99 anh em nhé. Có hai màu đen và màu đen ánh tím. Màu đen và màu đen ánh tím. Ok cho anh em. Giá thì sẽ là 7 triệu 9 đến 8 triệu 4 anh em nhé. 8 triệu 4 bảo hành 3 tháng, 7 triệu 9 bao test 1 tuần cho anh em. Ok cho anh em. Giá đợt này cực kỳ hợp lý rồi. Đây màu đen đây. Màu đen này. Đấy. Chung hình thức còn rất là đẹp nha anh em nhé. Ok. Rồi, tiếp theo em giới thiệu luôn dòng 1 Mark 4 này, đẳng cấp nhất luôn nhé, đẳng cấp nhất luôn của bên em nhé. Cấu hình thì cực kỳ là khủng rồi, RAM 12 bộ nhớ trong 256, con này chạy chip và Snap 8 Gen 1 nhé. Màn hình vẫn là 4K 6,5, 120Hz. Pin con này đã nâng cấp lên là pin 5000 rồi, cực kỳ trâu nhé. Pin dòng này cực kỳ trâu. Màn sáng đẹp, 2 SIM, 1 SIM vật lý, 1 eSIM nhé. Cây màu trắng này là màu trắng xanh này là hình thức 99 này, màu trắng xanh này hình thức 99. Giá thì sẽ là 11 triệu cái này 11 triệu 800 nghìn anh em nhé, bảo hành 3 tháng. 11 triệu 800 nghìn bảo hành 3 tháng cho anh em. Còn anh em lấy bao test 1 tuần thì trừ 400 nghìn nhé, trừ 400 nghìn luôn cho anh em, bao test 1 tuần. Rồi, tiếp theo em giới thiệu
5 Max 4. Máy mới nguyên siêu nguyên hộp nhé. Con này máy mới thì cũng không có gì để quảng cáo nhiều đâu. Em chỉ báo giá cho anh em ưng là chốt thôi. 10 triệu 300 nghìn nhé. 5 Max 4 10 triệu 300 nghìn. Bảo hành 3 tháng. Vào Tết 1 tuần thì sẽ là 9 triệu 9. Đấy. Vào Tết 1 tuần 9 triệu 9 anh em nhé. Trong hộp thì nó chỉ có vài cuốn sách hướng dẫn sử dụng thôi. Thì em sẽ tặng kèm phụ kiện bên ngoài cho anh em nhé. Sạc cáp, cường lực ốp lưng đầy đủ luôn. Con này cấu hình cũng cực kỳ là khủng nhé. RAM 8, bộ nhớ 128, chip 8 Gen 1, chip Snapdragon 8 Gen 1 đấy. Màn hình là 6.1 inch, có 120Hz và pin là 5000. Dòng này cũng là một con máy cực kỳ trâu, pin trâu nhé. Màn nó nhỏ gọn mà pin lại 5000, rất là trâu luôn. Đấy. Anh em cần một con máy chất dùng lâu dài thì lựa chọn con này nhé, cực kỳ hợp lý luôn. Ok, tiếp theo em giới thiệu hai con máy hàng chống cháy hàng hơn triệu anh em này. Con này là con XZ2 Compact, máy nhỏ gọn nhá. Nhỏ nhưng cấu hình vẫn rất tốt. RAM 4 bộ nhớ 64, con này chạy chip 845 này anh em. Chip 845 dùng vẫn rất là mượt nhá. Đấy, màn là 5 inch, pin 2008. Hình thức đẹp 9998 nhá. 9998. Giá thì sẽ là 1.550.000. Màu cam và màu đen, 1.550.000 nha anh em nhé. Rồi, tiếp theo là XZ Premium thì cấu hình RAM 4 bộ nhớ 64. Con này thì màn 4K 5.5 inch, pin 3200. Ok cho anh em, hình thức đẹp 9899, tùy máy nhé. Giá thì sẽ là 1.8-2 triệu. 1.8-2 triệu anh em nhé. Có màu đen này, màu đỏ và màu trắng gương, chrome trắng gương đấy, ba màu anh em lựa chọn nhé. Đấy, thì anh em quan tâm màu gì thì cứ nhắn cho em nhá. 1.8-2 triệu. Ok, cuối cùng thì anh em cho em xin nút like nhé, nút đăng ký kênh, ấn vào nút chuông theo dõi những video mới nhất của bên em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau. Chào tất cả anh em nhé.